À, kính thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Hôm nay thì Trọng đã trở lại nhà ông cụ U80. Thì đi với Trọng thì có là bác sĩ thú y, cũng như là Trọng đã mua rất là nhiều cái vật dụng cần thiết để cho ông tiếp tục ở lại cái ngôi nhà này, cũng như là để chăm sóc các em theo cái nguyện vọng của ông. Thì nói chung là từ đầu thì nó không có giống như những gì mà Trọng cũng như là quý mạnh thường quân, quý vị khán giả mong muốn. Thì Trọng nghĩ thế này, thì mình giúp đỡ một cái người nào đó thì quan trọng nhất là mình làm sao sau khi giúp đỡ họ có được một cái gì đó nó thoải mái nhất, nó vui vẻ nhất theo đúng cái nguyện vọng của họ, thì mình thấy cái đó nó cũng hay hơn. Mặc dù thì Trọng tin chắc rằng là kể cả bản thân Trọng cũng như là quý vị khán giả mạnh thường quân cũng sẽ không có mong muốn cái điều này xảy ra. Tại vì ai cũng nhìn thấy được là các bé ở như thế này thì về lâu về dài thì chắc chắn rằng là nó nguy hiểm. Nhưng mà thôi, Trọng không bàn sâu về cái vấn đề đó nữa. Bây giờ thì Trọng sẽ chuyển độ xuống, cũng như là sẽ cho bác sĩ chích ngừa tất cả các bé chó cũng như bé mèo nào mà đang có ở nhà, bắt được là Trọng cũng sẽ chích ngừa hết và cho các bé uống thuốc ve cũng như là trao quà cho ông. Trọng xin kính mời tất cả quý vị khán giả cùng xem video với Trọng. Và nếu thấy video của Trọng hay, ý nghĩa, mọi người nhớ cho like, share, đặc biệt là bấm vào cái nút đăng ký, sau đó bấm vào cái chuông để nhận được những video mới nhất của Trọng nha mọi người. Đây, Trọng có mua rất là nhiều đồ. Bây giờ xuống đi rồi Trọng quay sau để đại cho đó giùm mày. Nhiều lắm. Mua từng cái giường, có chén, rồi có sóng chén, rồi có đũa, giống như là cho một hộ gia đình luôn á. Son nhỏ, son vừa, rồi chảo kho gì Trọng nói. Rồi cái đó là cái khay nhựa để thức ăn dư á, ăn gói luôn. Rồi có những cái giường mới này. À, đúng rồi, mới hết mua siêu thị hết. Không có xin của ai, không có mua cái cũ của ai hết. Dạ. Đó, bà con thấy chưa? Thức ăn chó, từng cái đũa, từng cái chén luôn nha mọi người. Đủ cho một cái hộ gia đình nhỏ sinh sống. Trọng cứ đi có một mình nên là Trọng nhờ mấy bạn thú y với mấy anh ba gác là phụ. Hôm qua thì ba gác thì Trọng bút là ở ngoài cầu thôi, là 300. Nhưng mà đây nè anh, em gửi anh luôn ha. Rồi. Tại vì biết là vô xa nên là chân ở trong này nó không có cái địa chỉ, nên là bắt buộc mình phải bút ngoài đó. Thì có gì thì mình sẽ bồi dưỡng cho các anh sau, chứ còn là bút ở trong này là các anh chạy không vô được đâu, đúng không? Làm sao anh chạy vô đây được? Không biết mà anh dẫn đường không vào được. Không dẫn đường không vào được. Không dẫn đường không vào được đâu. Trọng cũng đã nhờ người dọn dẹp một ngày đó mọi người, bỏ đi những cái thứ mà không có xài nữa đây. Nhưng mà vẫn không có gọn nổi đâu nha, nó cũng đỡ đỡ thôi đây. Nó như mấy cái này đâu có, mình đâu có sử dụng được nữa đâu, nó bỏ hết rồi. Đó. Như mấy cái gì mà không sử dụng là Trọng cũng đã bỏ, đã đốt nè. Nhưng mà cũng có những cái ông cũng phải giữ lại, thì cái đó là tùy ý ông thôi, giống như là mình cũng giúp đỡ nó hết lòng như thế. Thì cái quan trọng là còn quanh đây ông. Trọng có mua mền mới cho ông hết. Còn mấy cái này thì cũng chưa có sạch sẽ nổi, tại vì đây mưa gió nè, lu bu lắm. Mấy cái thao, mấy cái son này Trọng cũng có mua thao mới luôn. Vô trong, trong thì cũng đã được dọn dẹp đây. Nói chung là dọn dẹp tương đối. Ở bên trong thì cũng đã có dọn dẹp là tương đối. Lúc trước thì chỗ này là một cái tivi cũ nè, rồi những cái thứ nó khủng khiếp lắm đó. Mọi người thấy là những cái thứ chất dơ á, rồi lâu ngày để rồi nó ẩm thấp mà nó xuống cái giạc mà thành lên nước luôn, thì cũng bỏ hết rồi. Ông cũng có thờ, cũng có quý vị khán giả cũng khen ngợi ông. Nói ông rất là có cái lòng, nghèo nhưng mà nè, ông nhặt mấy cái tượng bỏ về. Ông đốt nhang, ông thờ, mặc dù cái chỗ thờ thì mưa giọt dữ lắm.
Đó, rồi những cái tượng cũ người ta thờ, mẹ Quan Âm, rồi chắc này là mẹ Diêu Trì Thanh Mẫu hay sao chồng cô không rành đó. Nói chung là đỡ hơn thôi, không thể nào mà sạch loáng như mà mình tưởng tượng trong đầu được, tại vì sạch loáng là coi như là banh nhà. Nói chung mà gì thì cũng đỡ rồi nè mọi người đó, chồng thấy như gì thì nó cũng đã thoáng rồi. Đó, bây giờ là để chồng mà chia sẻ ha, rồi mới gặp ông sau. Đây là chồng có mua là hai hạt hạt thức ăn chó nè. Đó, cho ông một cái giường xếp, một cái giường xếp, một cái mền, một cái gối. Đây là một cái kệ 4 tầng để ông rửa chén rồi ông đem vô nhà, chứ ông đừng có dục ở khơi khơi ở ngoài. Đó, trong cái bịch này thì có hai cái gỗ, 10 cái thau nhỏ này, 10 cái thau nhỏ đó, cho 10 thau nhỏ cho chó ăn, rồi ba cái thau vừa, một cái thau lớn, một cái thau nhỏ nhỏ, một cái thau vừa vừa, rồi một cái ca đó. Đây trọng cẩn thận đến mức nè, mua cho ông một cái ca giữ nhiệt để ông đi bán vé số, ông bỏ đá ở đây ông uống đó. Mua cho ông một cái cây này để cho ông là dùng cái này để ông múc nước, tắm rửa cũng như là sinh hoạt nè. Đây là 10 cái thao để cho ông là cho các bé ăn đó, cho các bé ăn. Rồi ở đây là đó, đây là có hai cái thao vừa vừa, ở đây là có hai cái thao vừa vừa để ông làm gì đó, ông đựng đồ ăn. Rồi một cái gỗ mới cho ông đấy, cá đũa, một cái thao bự để cho có thể là trộn cơm hay là đựng nước. Ở đây thì trong này có 5 cái chén, 2 cái tô, chục đôi đũa. Ở đây thì có là một cái son này bự nè, để là nấu đồ ăn cho các bé nè. Ở trong này còn một cái son nho nhỏ để cho ông đủ là hầm kho một bữa cơm ăn, và một cái chảo nho nhỏ để ông có kho cá, kho thịt. Gói mền. Còn đây là một cái khay nhựa có cái nắp đậy. Thì trong nghĩ là chén bát nào ăn uống á, để vô đây, hoặc là thức ăn á, thức ăn mà mình nấu mình ăn không hết, hoặc là nấu rồi để tối về ăn á, thì để vô đây đậy nắp lại để cho nó vệ sinh đó. Thì cũng như đã trang bị như là một cái người ở cái phòng trọ luôn. Rồi bây giờ là đang chích ngừa cho các em á quý vị. Đó, đang chích ngừa cho các em. Bây giờ thì bác sĩ đang là chích ngừa quý vị ơi, chích ngừa 7 bệnh cũng như là ve luôn. À, các em sẽ không có còn ve nữa. Thì bây giờ bắt buộc thì mình phải lo cho các em, rồi mình phải lo cho các em theo cái tình bắt. Thật ra rất là khó nha, tại vì trọng thấy là ông cũng là cái kiểu là dịnh chó kiểu gì hờ 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 á, chứ là nhiều như là cũng không, mấy bé nó cũng không quấy lắm. Chích này mà cả chục con này cũng lâu quá, tại vì không phải con nào ông cũng dịnh được đâu. Ông dịnh cứ gớ gớ ông sợ nó đau, ông dịnh gớ gớ thương không. Mới được có hai con. Nhớ không bác ơi, nhớ con nào không? Dạ, bác nhớ mà có 9 con à? Rồi. À. Đó, ôm nó chặt lại. Ôm nó theo kiểu thâm tình đó mà, ông ơi. Rồi ông rút cái đầu nó vô nách cái là xong à, chứ ông cứ cầm mà xa ngoài thế là nó hơi đau, nó cũng quay lại nó chạy á.
ông yếu, ông cũng ít có đi lắm. Thế ông ngồi không? Quay phim mà ông cũng ngồi không? Bắt chó ông gờ ông ngồi tại chỗ vậy đó. Ông có đứng đứng lên. Ông ôm mấy bé không có, ông ôm không nổi mọi người. Cái kiểu gờ xế xế ngoài chứ ông không có thực cái dạng là ôm các em đâu. Ngày chồng nghĩ là thường ngày chắc ông cũng không có thường ngày ông cũng không có ôm ấp giỡn nó nhiều, mà kiểu là nói gớ gớ ngoài nên là ông cũng không có, ông không hề biết cách, không hề biết cách ôm bé chó. Cứ cầm gớ gớ ngoài đau nó quay lại nó cắn đó. Nãy con quay lại nó táp luôn nhé. Đúng rồi, cái con đó mà phải chết mới được. Xong rồi chồng cũng phải hướng dẫn cho ông là cái cách bật cái giường ra. Ông cầm lơ như vậy thì sao bắt được. Mấy bé này nó cũng không có hung dữ đâu, nhưng mà mấy bé này thì chắc chưa chết được, sau này nó mắc nó buồn ngủ ghê trời. Cái thương quá trời quá đất, không biết làm sao quý vị. Nói chung là cũng cố dữ lắm á, chồng cũng cố gắng dữ lắm mà được. Ôm nhờ mà, mày nhớ con, ôm nhờ mà. Bốn con chó con, mèo con rồi. Bé này cũng chích rồi. A few moments later. À, kính thưa quý vị khán giả, thì bây giờ thì chích ngừa là cũng xong rồi đó. Bây giờ các em là xong xuôi hết rồi. Cũng có một em bắt không được nha. Là tại vì nó nhát. Thật ra bây giờ chồng mới phát hiện ông nuôi thì ông thương ông nuôi ông chăm sóc vậy thôi. Chứ không có bắt dễ được. Ông cũng giống như mình luôn á, giống như là cũng nó lại lại ông, nó thân hơn mình chút xíu thôi chứ ông cũng không có thân thiết với nó nổi nữa. Thôi hay bây giờ để mọi việc thì con cũng giúp ông coi như là tới đây. Cũng coi như là mọi thứ nó cũng trọn vẹn vui vẻ hơn ông ha. Dạ. Dạ, tại vì lúc đầu thì nó đi cái hướng khác, bây giờ nó cũng chuyển qua một cái hướng khác. Nhưng mà dù sao thì sau mỗi một cái lần mình làm việc thiện nguyện thì con cũng muốn là mang lại cho làm sao mà cho ông thấy ông thoải mái nhất, ông vui vẻ nhất. Thôi bây giờ là để con công bố những cái món quà trước ha. Đây là ông, đây là hạt chó nè. Ông biết cho ăn hạt không? Dạ biết. Rồi, đây là hai bao hạt chó này là tới mấy chục ký lận, 40 ký lận. Dạ. Là ông để vô góc đó cho ăn sẽ rất là lâu. Dạ. Rồi cho nó ăn ăn thêm. Vẫn nấu cơm cho nó ăn bình thường không ha? Dạ. Rồi cho nó ăn hạt. Rồi có 5 ký hạt mèo. Dạ. Này, đây con chỉ ông hạt mèo. À, à, hạt mèo là cái đâu vậy? Cái bịch đỏ này nào? À, nó có đệ chữ đó con. Dạ dạ đây. Đây là hạt mèo. Đây, hạt mèo ha. À dạ. Rồi con có mua cho ông nè, một cái giường. Dạ. Cái giường này là giường xếp ha, mở ra tối ông nằm lên giường xếp chứ đừng nằm đất nữa. Hay một cái gối chết hôm qua chồng không để ý, chồng mua cái gối màu trắng này. À rồi. Không sao. À, có rồi. có cái bao. Dạ, rồi, một cái gối và một cái mền. Dạ. Dạ, rồi có cái khay này ông muốn đựng gì ông đựng ha. Dạ, rồi. Rồi cái kệ 4 tầng này ông gáp lại rồi ông dễ lắm. Rồi, chồng rồi. Chồng lên thì ông đừng úp chén. Dạ. Để trong nhà thôi đừng để ngoài. Rồi. Có cái bình nè, có cái bình nước để ông cho để ông đựng nước đi bán ô giá số uống. Dạ, dạ. Đó rồi gỗ thao rồi son nấu ăn cho chó gì đó, cái gì con dục là con mua lại hết. Rồi đũa chén tô con mua sẵn hết. Dạ dạ,
Ngoài cái việc là những cái phần quà cô mua đến đây, rồi cộng với là hỗ trợ chích chó, mèo, thì đây là con đại diện những mạnh thường quân, những khán giả còn trao thêm cho ông là 3 triệu nữa để cho ông có cái vốn đi bán vé số rồi sinh sống nuôi các bé. Dạ. Dạ, xin cảm ơn các cậu mạnh thường quân, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ giúp đỡ cho tôi qua cái cơn ngặt nghèo này. Dạ. Tôi hứa là cái dòng tiền này tôi mua bán vé số thì tôi mua bảo hiểm y tế trở lại để cuối đời. Dạ, tôi xin trân trọng cảm ơn rất nhiều, trời ơn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn sâu nghĩa nặng như vậy không bao giờ tôi quên được. Dạ, cảm ơn tất cả, xin cảm ơn. Dạ thì thôi, thì bây giờ thì mọi cái việc nó cũng đã tới đây thì con thấy là mọi thứ nó cũng đều là quá tốt đẹp rồi. Dạ. Thì cái thứ nhất là trọng đại diện cho ông, đại diện cho tất cả các cái bé chó bé mèo ở đây, trọng xin trân trọng cảm ơn những cái tình cảm của quý vị khán giả. À mà quên nữa, để chút xíu nữa là trọng quên rồi, ở trong đây còn có một cái phần quà là đây nè. Nãy chị hẹn chị trọng thấy cái gì nó lạ lạ là đây là có một cái vị khán giả hai mẹ con rất là dễ thương. Hôm mà con ở, còn lúc con tá túc ở nhà ông anh ở Sài Gòn á, thì cô ấy có xin địa chỉ và hai mẹ con có mua lại cho chú nè một bịch gạo và một cái bịch thuốc, bịch thuốc uống á, thuốc uống cảm đâu nè, nhà thuốc Long Châu nè, đó có giấy hướng dẫn trong đó hết. Thì cô ấy có mang lại nhờ con là bữa nay là sẵn trao quà, là trao cái phần món quà, cái tấm lòng của hai mẹ con cô ấy. Dạ, cảm ơn hai mẹ con cô. Dạ. Để cho gạo, cho thuốc uống. Dạ, tí nữa chẳng quên mọi người. Dạ. Tí nữa xíu nữa chẳng quên một cái xin cảm một ơn cái câu chuyện rất là hay. Ngay, dạ. Dạ. Ơn nhiều lắm. Dạ, tiếp theo thì trọng cũng nói tiếp là thay mặt ông, thay mặt tất cả các bé ở đây, thay mặt cái hoàn cảnh của ông, cảm ơn. Cái thứ nhất là những quý vị khán giả ở trên fanpage rất là nhiều, mỗi người ủng hộ là 100, 200, 30 cũng có, 50 cũng có, tất cả rất là nhiều bạn. Thì tất nhiên là những cái bạn đó thì trọng cũng không có biết tên, thì cứ chuyển vào tài khoản rồi nhờ trọng là đại diện là lo cho ông, cái kiểu là mua hạt, mua này, chích ngừa rồi hỗ trợ tiền bạc gạo thóc cho ông. Thì hôm nay là trọng, thứ nhất là trọng cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn rất là nhiều. Thứ hai, cảm ơn những quý vị khán giả trên kênh YouTube, đặc biệt là những khán giả ở ngoài nước nè, những cô chú ở bên hải ngoại cũng như ở Việt Nam, thì đặc biệt là riêng những cái khán giả ở trên kênh YouTube, thì trọng sẽ có một cái lời cảm ơn sau, ở cái clip sau nữa, tại vì cuộc hành trình giúp đỡ ông sẽ còn một clip nữa là sẽ trọng sẽ quay ở tại cái mái ấm, mà cái nơi dự định là từ ban đầu là tính nhận các bé mà sau này mà không có nhận nữa đó, thì trọng sẽ còn làm ở đó một cái clip nữa, thì tới lúc đó thì trọng mới cảm ơn chính thức từng cái tên một ở ở cái clip đó. Thì thôi, bây giờ thì trọng cũng xin dừng lại cái video đây. Thứ nhất là chúc ông nhiều sức khỏe không ha. Dạ. Rồi lời một lần nữa xin cảm ơn. Dạ dạ. Chồng, thứ nhất là chồng MC rất tội nghiệp, nhờ cái cầu nối của chồng và lính và ân nhân những mạnh thường quân, những thân thương đã cu mang hoàn dưỡng tôi trong cái lúc này, suốt đời không bao giờ quên được. Tôi hứa nguyện là ráng giữ sức khỏe, rồi dám đi ký bán vé số, rồi để sống cuộc sống như ngày cuối đời. Dạ. Dạ, xin cảm ơn, dạ xin rất chân thành cảm ơn nhiều lắm. Dạ, mong rồi. Ngày nào đó thì quý vị cũng còn thương thì cứ có giúp đỡ thì xin qua qua trọng. Dạ, có lì xì theo hay cái gì, bất cứ cái gì mùi trợ thì xin qua trọng. Dạ, vậy thôi. Dạ, thì thôi xin bây giờ trọng cũng xin. Dạ. Là tôi đã nhận được rồi 3 triệu. Dạ. Dạ, đây 3 triệu. Tôi xin cũng xin đội ơn tất cả, đội ơn trọng luôn. Dạ. Thì thôi trọng cũng xin phép được dừng lại đây, nói qua nó cũng còn nhiều cái cảm xúc của quý vị khán giả.
thì chồng sẽ